Chào bác, em vừa dọn xong tiếp được con TR9 cực đẹp luôn ạ. Con TR9 trắng tinh tươm các anh nhá. Trắng long lanh luôn, mã số 12. Từ các viền thành vách các thứ này rất là phẳng phiu. Viền này đẹp. Con này đời 2017 đúng không nhá. Series máy 1653. Lưng tôn khá là phẳng đẹp. Quan trọng nhất của cái dòng TR9 này nó là cái mặt mica. Nước nóng nghi ngút các bạn. Nội ngoại thất sạch đẹp. Đây 2017. Đây là cái mẫu cuối cùng của series dòng TR siêu lành bền các bác nhá. Cực lành bền luôn. Gọi là siêu lành bền. Mẫu này thì em bán con này là 5,7 các bác nhá. Bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp siêu hàng toàn quốc. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp 500 nếu bác nào mua. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng các bác nhá. Chào các bác.